Có cơ hội được gần người đẹp hoa ban hơn. À, xin mời anh chị cùng đứng lại sân khấu để chụp với em với con gái nuôi của mình một tiểu ảnh. Xin mời anh chị cùng đứng lại sân khấu ạ. Tiếp theo xin mời anh Nguyễn Hồng Cường giám đốc hấp thụ ạ. À, xin mời chị Huế đứng gần một chút ạ. Để chụp ảnh. Tí nữa về thì chúng ta sẽ photoshop sau. kéo chân không? Anh Huy lại đứng lại sân khấu nhá. Lần lượt em sẽ giới thiệu lần lượt. À, tiếp theo xin anh mời ơi, em. Xin mời chị Sinh ạ. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Điện Biên Phủ ạ. Dạ. Em xin mời chị ạ. Xin mời chị Hoa, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa. Em xong. Thì chị lên nốt đi. Gì nữa? Con gái nuôi, một con gái nuôi thì đứng ở trên sân khấu, một con gái nuôi đứng dưới quay này. Và Nguyễn Thị Ngọc Trân. À, các quý vị đại biểu cùng nén lại sân khấu ạ. Xin mời Nguyễn Thị Ngọc Trân lại tiếp tục lại con gái nuôi của anh Ngọc Anh. Biết thế này, em phải quen anh Ngọc Anh lâu lắm. Nào chúng ta cười thật tươi nào. Mua cái máy to để quay. Cảm ơn rất là nhiều. Cái máy này quay ok.